Cảm ơn quý vị đến với chương trình 45 phút. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh để trao đổi với quý vị về một đề tài rất là chiến lược của đất nước chúng ta, đó là vấn đề dân số. Vị khách mời của chúng tôi hôm nay là ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình. Vâng xin chào anh Tân ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Trong những năm qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt với rất nhiều chủ trương, chính sách cũng như các văn bản định hướng, chỉ đạo thực hiện. Sau hơn 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số năm 2003, bức tranh dân số nước ta đã thay đổi căn bản. Chúng ta đã kiểm soát tốc độ tỷ lệ phát triển dân số. Cụ thể, tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,5% tính từ năm 1960 xuống chỉ còn 1,06% năm 2012. Từ đó, quy mô dân số nước ta ổn định. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2014, dân số Việt Nam đạt 90.493.352 người, gồm 44.618.668 nam, chiếm 49,3% và 45.874.684 nữ, chiếm 50,7%. Năm năm qua, Dân số Việt Nam đã tăng thêm 4.646.355 người, trung bình mỗi năm tăng 929.271 người. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng giảm mạnh từ 6,3 con từ năm 1960 xuống còn 2,05 con tính theo mốc của năm 2012. Tuổi thọ trung bình của người dân cũng từ đó tăng lên từ 40 tuổi năm 1960 đến 73 tuổi năm 2012. Riêng năm 2014 là năm thứ tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh trong năm đạt nhiều kết quả. Theo đó, năm 2014, số trẻ sinh là 21.373 người, có 11.201 bé trai và 10.172 bé gái. Tỷ lệ giới tính khi sinh là 110 bé trai trên 100 bé gái so với cùng kỳ năm 2013, số trẻ em mới sinh giảm 40 em. Trong năm, Tri Cục Dân Số Kế hoạch Hóa Gia Đình đã thực hiện các đề án và dự án như sau. Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, thực hiện đề án tầm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển. Tuy vậy, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn và thách thức. Tốc độ tăng dân số tuy đã giảm nhiều, song quy mô dân số vẫn khá lớn, đứng thứ 14 thế giới và thứ 3 ở Đông Nam Á. Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số rất lớn, mật độ dân số rất cao, 271 người trên 1 km vuông tính đến năm 2013. Ngoài ra, dân số Việt Nam đang già hóa một cách nhanh chóng do tuổi thọ bình quân ngày càng tăng lên, trong khi tỷ suất sinh và tỷ suất chết lại giảm. Xu hướng nhân khẩu học này là một trong những thành tựu lớn lao đối với Việt Nam, liên quan tới những cải thiện đáng kể về y tế, dinh dưỡng và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, già hóa dân số một cách nhanh chóng cũng tạo ra những thách thức to lớn đối với Việt Nam và đó là những vấn đề chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình 45 phút hôm nay. Tôi um vừa mới tới thăm cái trụ sở của tổng cục về dân số thì ngay ở cái cái cái, cái ở ngoài cổng đó thì tôi thấy hai cái câu rất là ấn tượng. Nhưng mà cái câu là sinh đẻ theo cái tự nhiên và bên kia là mỗi gia đình hãy sinh hai con. Như vậy thì tôi muốn hỏi anh là phải chăng cái triết lý của chúng ta trong vấn đề kế hoạch hóa dân số là mình theo cái tự nhiên, à, theo cái sự phát triển của tự nhiên thì có phải đúng như vậy không thưa? đấy là cái phương châm, phương châm ừ, xử lý cũng như là một cái khẩu hiệu vận động để mọi người thực hiện xử lý hai vấn đề nóng của dân số Việt Nam. cái câu khẩu hiệu thứ nhất đấy là hãy để cho việc sinh đẻ được thể theo cái tự nhiên là để làm thế nào đấy, đừng có lựa chọn giới tính, thai à, nhi và đừng lựa chọn giới tính khi sinh đây là một vấn đề bức xúc của công tác dân số của chúng ta lấy câu thứ hai để nhắc nhở mọi người đặt ra một cái mục tiêu và thực hiện cho được cái mục tiêu là mỗi gia đình hãy sinh hai con đừng có sinh nhiều quá hoặc là không sinh con vì đây cũng là một cái xu thế nó xuất hiện ở trong cái môi trường sống của các cái thành phố đặc biệt là những thành phố đông dân và bận rộn như là thành phố Hồ Chí Minh Thứ anh là phải chăng là vào thập niên 80 đó thì cái dân số của chúng ta nó có cái cái kêu là baby á, là nó, nó bùng nổ à, và như vậy thì chúng ta có một cái khẩu hiệu là hãy sinh từ một đến hai con Và thậm chí lúc đó mà à, trong những cái người làm công chức đó, mà nếu mà mình sinh quá hai con là mình bị kỷ luật thì là bây giờ thì cái, cái cái câu mới cái khẩu hiệu mới là hãy sinh hai con thì có cái khác nhau như thế nào phải nói là trước đây trong những thập kỷ 80 chúng ta có một cái câu hiệu câu khẩu hiệu một câu khẩu thể hiện một cái sự nó nóng ruột một sự bức xúc đòi hỏi cần phải xử, xử lý rất là quyết liệt vì cái tốc độ gia tăng quy mô dân số nó quá cao chứ còn nhưng mà bây giờ thì tình hình nó khác chính sách dân số của chúng ta là là hai con nhưng thực ra nó không hoàn toàn như thế thì cũng có người chỉ vì nguyện vọng cá nhân người ta chỉ sinh có một con thôi thì cũng có người cũng muốn nhiều hơn hai con, thế nhưng đại đa số thì đã chấp nhận cái con số 2 như là một cái mô hình gia đình có tính lý tưởng có hai Thời vợ chồng, vâng. và hai đứa con, mô hình có tính lý tưởng như vậy thì ít nhất cái câu cái cái khẩu hiệu này cũng phản ánh rằng cái nền kinh tế của chúng ta đã có sự tốt hơn, cái sự tăng trưởng tốt hơn và tự tin à, các nhà hoạch định chính sách về dân số à, đã tự tin để đưa ra cái 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 quyết sách này đúng không anh? Ừ, tôi không nghĩ như thế. Vâng không phải vì cái năm 1993 khi cái nghị quyết này ra đời thì cái hoàn cảnh kinh tế của chúng ta nó cũng không được như bây giờ à, nhưng cái chính sách này nó không chỉ xuất phát từ cái mục tiêu về hạn chế cái tốc độ gia tăng quy mô dân số cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia mà cái chính sách dân số nó còn phải đảm bảo cái tính nhân văn à, vì cái hạnh phúc của mỗi gia đình vì hạnh phúc và cái tương lai của cái loài giống của chúng ta À, để và chúng tôi coi rằng cái con số ấy nó hợp lý hơn. Ừ. Thưa anh là tôi có đọc và gần đây á, một cái bài phỏng vấn mà anh uh, Dương Quốc Trọng có trả lời đó thì uh, là tổng cục trưởng tổng cục dân số và gia đình của Việt Nam trả lời đó thì anh cho rằng là cái mà tốc độ mà tăng dân số của chúng ta như vậy là nó đạt cái kế hoạch. Bởi vì nếu đúng kế hoạch ra đó thì chúng ta năm 2014 chúng ta sẽ đạt tới 111 triệu dân số. Như vậy là dân số của chúng ta hiện nay là 90,5 triệu. Như vậy chúng ta tránh sinh được là hai mươi mấy triệu. Như vậy thì nó um, giúp vào cái việc là chúng ta uh, bớt đi cái những cái lo toan à, Ví dụ như bây giờ nạn, ví dụ dân chúng á người ta thấy nạn kẹt xe trên đường, người ta dân số quá, dân số quá đông. À, thì ta nghĩ như vậy thì theo anh là có phải chăng là như như vậy không? Tức là dân số đông á, nó là làm cho kinh tế khó khăn. Cái con số ấy thì tại cái cuộc tổng kết 50 năm công tác dân số tại Việt Nam ấy, thì chúng tôi đưa ra là so sánh. Thực ra cái con số ấy là chỉ so sánh riêng với một cái đất nước Ở trong cái khối Đông Nam Á là Philippines. Ừ, thì chúng ta đã tính đến năm 2010 thì sau 20 năm thôi thì chúng ta đã tránh sinh được khoảng là 20 triệu người. Đấy, tuy nhiên thì chúng tôi các con số dự báo thì nó có rất nhiều à, ví dụ như là vào cái năm 1993 ấy, chúng ta ban hành cái nghị quyết ban cho hành trung ương lần thứ tư khóa 7 à, thì mục tiêu là phấn đấu đến năm 2015 nghĩa là chính cái thời điểm mà chúng ta đang ngồi đây vâng. thì cái chúng ta sẽ đạt được cái mức sinh thay thế à, và nếu chúng ta đạt được cái mục tiêu của nghị quyết ấy, thì cái dân số của chúng ta theo dự báo của chúng tôi tính toán lúc bây giờ là sẽ đạt được đỉnh điểm là khoảng 140 đến 145 triệu người. Tuy nhiên nhờ sự lỗ lực của toàn đảng, toàn dân, của tất cả các ngành cơ cấp thì chúng ta đã đạt sớm hơn 10 năm. Nghĩa là vào năm 2005 là chúng ta đã đạt được cái mục tiêu này. Và suốt gần 10 năm qua thì chúng ta luôn luôn duy trì được cái con số này. Anh, anh, anh nói, cái nói rõ này. hơn cái cụ thể hơn cái khái niệm mức sinh thay thế anh. Dạ, mức sinh thay thế nghĩa là là cái mức sinh mà một người phụ nữ trong suốt quãng đời sinh đẻ của mình thì sinh được một đứa con gái thay mình thực hiện cái chức năng tái sản xuất dân số hay sức cái gọi là duy trì loài giống ừ. à. thì đấy người ta gọi là mức sinh thay thế, thế. À. và bình quân ấy thì muốn sinh được một đứa con gái thì sinh hai con ừ. thì nó tự nhiên nó quy định như thế đã sinh thì bao giờ cũng cân bằng giữa nam và nữ